Và nói rằng trong nửa năm 2020 thị trường ô tô Việt đã tụt dốc đến hơn 30%. Với tình hình hiện tại vẫn còn bình hưởng nặng nề bởi đại dịch coronavirus, thì thị trường xe ô tô dự đoán là vẫn còn khá là ảm đạm, bởi vì dân vẫn còn ngại xuống tiền mua xe. Do đó, rục rịch có nhiều hãng xe đã giảm giá khá mạnh, như là hãng xe Mazda, hãng xe Kia, có nhiều mẫu xe giảm đến hơn cả 200 triệu đồng Việt Nam. Theo báo cáo mới nhất, thì tính chung toàn thị trường ô tô trong 6 tháng đầu năm đã đạt doanh số là 107.183 xe, sụt giảm là 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thấp điểm nhất đó là tháng 4, tháng mà Việt Nam phải thực hiện cách ly xã hội để phòng chống Covid-19. Nhiều người nói rằng từ giờ cho đến hết năm 2020, hãy lên chờ đợi và hãy chờ cho đến giá xe giảm sâu khi những mẫu xe mới bắt đầu tung ra thì giá xe đời 2019, 2018 sẽ còn giảm nữa. Sản lượng ô tô lắp ráp trong nước đạt là 15.874 xe, tăng 43%. Số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đó là 8.155 xe, tăng 21%. Với tháng trước, tuy nhiên nhìn vào thực tế thì thị trường ô tô bây giờ vẫn chưa có gì là khởi sắc để đạt được thành tích chạm mốc là 400.000 xe như năm 2019. Nửa năm còn lại của 2020 dự kiến rất khó khăn với ngành ô tô bởi sức mua của người dân phụ thuộc vào túi tiền, vốn bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh. Theo thống kê từ báo cáo VMA cho thấy rằng, trong các thành viên của Hiệp hội, Toyota vẫn là thương hiệu có lượng tiêu thụ cao nhất qua hơn 2 quý qua của năm, đạt lên đến 25.177 xe giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở vị trí thứ hai đó là Honda với là 12.035 xe, giảm 27%. Vị trí số 3 đó là Thaco Truck với là 10.924 xe, giảm 1%. Vị trí số 4 đó là Mazda với 10.524 xe, giảm 39%. Và ở vị trí số 5 đó là Mitsubishi với là 10.300 là một xe, giảm 17% so với năm trước. trong tầm giá bán thấp hơn 71 triệu đồng nhưng Kia Siroto Luxury lại được xem là một đối thủ của Toyota Vios trong cùng phân khúc sedan hạng B. Luxury đó là phiên bản cao cấp nhất của dòng Kia Siroto ở tại thị trường trong nước với giá là 499 triệu đồng. Kia Siroto cũng là mẫu xe có giá bán tốt nhất ở trong phân khúc sedan hạng B ở tại thị trường trong nước. Những đối thủ của Kia Soloto trong phân khúc đó là Toyota Vios, Hyundai Sen, Honda City, Mazda 2, Mitsubishi Atray hay là Nissan Sunny. Tuy nhiên, Toyota Vios đang là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Hiện nay với giá bán là 499 triệu đồng, Kia Soloto Luxury liệu là có đủ sức hấp dẫn để cạnh tranh với dòng xe mang thương hiệu Nhật Toyota Vios gì với bản cao cấp nhất giá là 570 triệu đồng hay là không? Nói về kích thước tổng thể của Toyota Vios vượt trội hơn Kia Sorento Luxury. Tuy nhiên dòng xe mang thương hiệu Hàn Quốc Kia Sorento Luxury có chiều dài cơ sở và khoảng sáng gầm của xe tốt hơn. Lần lượt với kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao, Toyota Vios có kích thước là 4.425, 1.730, Kia soloto Luxury với 4.300, 1.700 và 1460 Còn về chiều dài cơ sở thì Toyota Vios có chiều dài là 2.550, còn Kia là 2.570. Với bán kính vòng quay nhỏ nhất là 5.100 cho Toyota Vios, và 5.200 cho Kia Soloto Luxury. Với khoảng sáng gầm 133 Toyota Vios sở hữu và Kia Soloto Luxury với khoảng sáng gầm nhỉnh hơn là 150. Nói về ngoại thất thì trang bị ngoại thất của hai mẫu xe dường như là tương đương nhau. Tuy nhiên, Toyota Vios được trang bị hệ thống đèn pha tự động. Cả hai thương hiệu Toyota và Kia đều sở hữu đèn pha halogen còn đèn pha tự động với dòng xe Kia thì không có. Toyota Vios G sở hữu đèn pha tự động. Đèn pha ban ngày cả hai thương hiệu đều sở hữu đó là đèn pha LED. Gương chỉnh chiếu hậu, chỉnh gập và chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ đều có trên hai thương hiệu này, Toyota Vios G và Kia Sorento Luxury. Còn về nội thất cũng như là trang bị tiện nghi, Kia Sorento Luxury nổi bật với phân khúc với tính năng khởi động xe từ xa bằng chìa khóa thông minh. Vô lăng cả hai Toyota cũng như là Kia bọc ra tích hợp nút bấm chức năng. Chất liệu ghế thì cả hai cũng bọc ra. Khởi động xe bằng nút bấm cả hai cũng có và màn hình giải trí cảm ứng cũng có trên Toyota và Kia Soloto. Kia soluto Luxury nhìn hơn Toyota Vios bởi vì có sở hữu khởi động xe từ xa bằng chìa khóa thông minh. Còn nói về điều hòa thì cả hai Đối với Toyota Vios là điều hòa nhiệt độ tự động, còn Kia là chỉnh tay. Toyota có hệ thống gương chiếu hậu chống chói, còn Kia Soloto Luxury thì không. Toyota Vios có một số trang bị an toàn cao cấp hơn, ngoài ra những trang bị tiêu chuẩn trên hai mẫu xe đều có. Còn Toyota Vios sở hữu đến 7 túi khí, Kia Soloto Luxury chỉ có hai túi khí. Cả hai dòng xe này đều sở hữu camera lùi, cảm biến lùi, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD. Tuy nhiên, những trang bị sau đây lại không có trên Kia Sonoto Luxury, chỉ có trên Toyota Vios G. Đó là hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đồ đèo. Nói về động cơ cũng như là sự vận hành thì Toyota VSG có động cơ mạnh hơn 13 mã lực so với Kia Soloto Luxury. Động cơ của Toyota VSG là 1.5 hút khí tự nhiên, công nghệ VVTi, còn Kia Soloto là 1.4 hút khí tự nhiên. Công suất tối đa của Toyota VSG đó là 107 mã lực, còn Kia Soloto Luxury là 94 mã lực. Hộp số tự động vô cấp CVT có trên Toyota VSG còn ở trên Kia Soloto Luxury đó là hộp số tự động 4 cấp. Cả hai đều sử dụng dẫn động cầu trước FWD. Như vậy thì Kia Soloto Luxury sẽ phù hợp hơn với những khách hàng ưa chuộng một mẫu xe với giá bán phải chăng và mua xe lần đầu. Trong khi Toyota Vios sẽ phù hợp hơn với những khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe bền bỉ, khả năng bán lại với mức giá cao hơn và trang bị an toàn đầy đủ hơn. Đây cũng là một cái sự cân nhắc cho khách hàng và nhiều sự lựa chọn rõ ràng để quý vị có thể sở hữu một chiếc xe ưng ý nhất trong tầm giá túi tiền của mình tầm giá 500 triệu đồng. quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12/2020 với mức giảm là 50%. Khi đó thì những chiếc xe đã rẻ sẽ còn rẻ hơn nữa. Trong phân khúc xe nhỏ cỡ A, có nhiều cơ hội bùng nổ doanh số hơn. Do đó, nhiều người đang đánh đo không biết là nên mua một trong ba mẫu xe giá rẻ hiện nay và nên mua loại nào. Phân khúc xe nhỏ cỡ A hiện nay tại Việt Nam có 3 mẫu xe lắp ráp đó là Kia Morning, Hyundai Renny 10 và VinFast radio Và hai mẫu nhập khẩu gồm có Toyota Wigo và Honda Rio. So sánh với phiên bản cao cấp nhất của 3 mẫu lắp ráp trong nước gồm có Kia Morning Luxury với giá được niêm yết đó là 393 triệu đồng. Hyundai Renny 10 với bản 5 cửa là 1.25 AT giá niêm yết là 405 triệu đồng và VinFast Vario Luxury, giá niêm yết là 492 triệu đồng. Được xếp ở hàng xe cỡ A nhưng Hyundai Renew 10 lại sở hữu kích thước tổng thể và trục dài cơ sở lớn hơn hai mẫu Kia và VinFast Fadio. Nếu so với Kia Morning thì Hyundai Renew 10 có chiều dài lớn hơn tới 170mm và trục cơ sở dài hơn 40mm và đồng thời trọng lượng không tải của Hyundai Renew 10 cũng lớn nhất trong ba mẫu nặng hơn hai xe còn lại từ 37 cho đến 82 kg. Tuy có kích thước cân nặng lớn hơn nhưng Hyundai Renny 10 lại dùng lốp với cỡ mâm 14 inch trong khi trên Kia Morning và VinFast radio là 15 inch nên đứng cùng nhau có cảm giác xe Hyundai không hề nhỉnh hơn. Xét về trang bị bên ngoài ở phiên bản cao cấp nhất thì Kia Morning Luxury thu hút hơn khi sở hữu đèn halogen, bóng thấu kính có cùng đèn pha và đèn sương mù dù là giá bán niêm ít đang rẻ nhất trong 3 mẫu xe đang so sánh. Cả 3 mẫu xe đều tích hợp công nghệ đèn LED phía trước trên gương chiếu hậu và đuôi xe. Do thừa hưởng thiết kế đặc trưng từ thế hệ xe Plus Spark trước đây, nên VinFast Vario vẫn giữ trang bị hai thanh giá nóc chạy dọc trần xe tạo theo điểm nhấn của xe. Còn nói về nội thất, do đặc điểm của dòng xe cỡ A khá nhỏ, nội thất không quá rườm ràng đi theo hướng tối giản nên người tiêu dùng thường chú ý tới thiết kế của cụm đèn hàng ghế trước và bệ điều khiển trung tâm. Bản cao cấp nhất của Kia Morning Hyundai Renny 10 và VinFast Fadio đều được bọc ra cả ghế và vô lăng. Khác biệt chủ yếu nằm ở bảng táp lô và cấu hình sắp xếp hệ điều khiển trung tâm. Cả băng mẫu xe đều dùng màn hình DVD cảm ứng kết nối với Bluetooth, HDMI, USB Radio, riêng Fario có tới 6 loa, hai mẫu xe còn lại dùng 4 loa giải trí. Và đặc biệt ở màn hình sau vô lăng, VinFast Fario nhìn hơn hẳn khi có kích thước là 4,5 inch, trong khi trên Kia Morning khá nhỏ, chỉ khoảng 2,5 inch, cung cấp các thông số xe đang vận hành. Nói về tiện nghi thì là dùng không sở hữu điều hòa tự động như là Kia Morning và VinFast Fario, nhưng bản 5 cửa cao cấp nhất của Hyundai Renimer lại có sẵn màn hình định vị bản đồ GPS, nút bấm khởi động, cửa sau mở điện với dung tích để hành lý cũng lớn hơn hai mẫu còn lại. Bù lại về tiện ích thì số chỗ để mà cốc trên Kia Morning và VinFast Fadio đó là 6, nhiều hơn xe Hyundai một đơn vị. Còn nói về động cơ thì VinFast Fadio sử dụng động cơ 4 xi lanh dung tích là 1.4 được coi là lớn nhất trong phân khúc, có khả năng tạo công suất là 98 mã lực, mô men xoắn là 128 Newton dùng hộp số vô cấp và hộp số dẫn động cầu trước nên khả năng chạy phố khá là linh hoạt. Ở phía còn lại thì dù chung nguồn gốc nên Kia Morning và Hyundai Renny 10 đều sở hữu động cơ dung tích là 1.25. 4 xi lanh cam kép DLA chassis có khả năng tạo công suất 86 mã lực và thông số mô men sắn cực đại là 120 Newton Sử dụng hộp số tự động 4 cấp tiêu chuẩn. Nói về mức độ an toàn thì trong cả 3 mẫu xe được đưa lên bản cân về độ an toàn. VinFast Vario bản Luxury tỏ ra vượt trội khi nhận được rất nhiều trang bị an toàn hiện đại. Có thể nói tới như là phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử, 6 tư khí, khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo, tính năng chống lật, trang bị căng đai khẩn cấp, hệ thống cảnh báo tự động thắt dây an toàn, hệ thống phân phối lực phanh điện tử. Ở hai mẫu xe còn lại chỉ Hyundai Renny 10 1.2 AT Hatchback là cạnh tranh gần ngang ngửa với VinFast Vario khi chỉ thua kém số lượng túi khí, hệ thống kiểm soát lực kéo và tính năng chống lật. Khá là thất vọng là Kia Morning dù là nâng cấp ở bản Luxury nhưng thiếu vắng hàng loạt trang bị hữu ích như là cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo. Và đây là những trang bị giúp cho người lái cảm thấy yên tâm hơn dù là đi phố hay là đi đường trường. Hiện tại thì cả 3 mẫu xe của Kia Morning Luxury Hyundai Renny 10 Hatchback 1.25 AT và VinFast Fadio Luxury đều đang áp dụng báo giá và khuyến mãi riêng, giúp giá xe thấp hơn giá niêm yết hàng chục triệu đồng Việt Nam. Trong khi đó thì Hyundai Renny 10 Hatchback 125 AT đang bán dưới giá niêm yết chỉ còn là 383 triệu đồng, tạo được lợi thế lớn nhất. Xét về động cơ thì trang bị mẫu xe VinFast Fabio Luxury rất đáng quan tâm vì vượt trội so với hai mẫu xe còn lại. Tuy nhiên, giá bán của phiên bản này đã trở về như cũ đó là 492 triệu đồng, không còn ưu đãi hơn 100 triệu đồng như trước đây nữa khoảng cách về giá bán thương hiệu so với hai mẫu xe Hàn vốn đã quá quen thuộc khiến cho VinFast Radio có thể kém thu hút hơn khi cùng được áp dụng mức giảm 50% phí trước bạ sắp tới đây. Nhưng bù lại thì những chính sách ưu đãi trong hệ sinh thái của Vingroup cho người mua xe có thể kéo lại sự chênh lệch về giá bán.